chung rất là nhiều chùa, năm bảy cái chùa trong đó. Dạ. À, một vài ba cái nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở trong, ở đầu đường thì có nhà thờ Nguyễn Bá Tồng, đó có thờ Nguyễn Bá Tồng mà nhớ không đó. Thì Dạ. nói chung là rất là nhiều chùa, rất là nhiều thờ. Thì hồi nhỏ đó, tôi nói cho bạn nghe, hồi nhỏ là nó thiệt mà cái xóm đó là quýnh lộn hàng ngày, con nít quýnh lộn hàng ngày, có nghĩa là cứ chia phe nhau mà đánh, rồi xong rồi xóm Mã Đen, rồi xóm chùa Năm Chén, rồi xóm chùa, tao là bên xóm chùa. Thì có một lần người ta kể cho bạn nghe, con nít mà độ cho nên ra rất ư là hiếu động và hay hay đánh lộn lắm, có nghĩa là chút có gì, có nghĩa là không ngày nào mà không có những cái phe trong xóm này quýnh xóm kia, hoặc là xóm kia chia phe nhau quýnh. Có một hôm gì này, có một hôm cái tao thì hôm đó cũng bận trận kêu mà cầm thầy chùa, mà cái ngày nào cũng bị ăn đòn hết. Bây giờ quýnh không có ngày nào mà không bị ăn đòn cả, không ăn đòn là không ăn cơm được, là lý do tại vì đi quýnh lộn ngoài đường về mặt mày tèm lem. Có bữa đó vô được từng thằng Mã Đen, bên thằng gì, thằng chân dê quên mẹ tên, à lâu quá rồi, năm 1960 mấy 70 tới giờ mà tao nói mày nghe thì làm sao mà nhớ tên được, tên gì ta quên mẹ rồi. Nhưng mà tao nói cái cốt truyện tao nói cho mày nghe nè, bữa đó chia phe nhau quýnh, mà hồi nhỏ bây giờ, hồi nhỏ vui lắm, quýnh lộn vui lắm, gặp một cái đường ra cái thằng này nói đu mày ngồi bước qua cái đường đó đi, đủ tao quýnh cho mày coi đủ ra chia chia đu mày Nào ngồi quýnh đi. Rồi hai thằng đi xích xích nào có một có thằng chừng nào qua trước làm cha đúng không, đúng thời điểm rồi rồi cứ nào ngon đi qua trước làm cha. ở đó vậy. Nhưng mà có cái thằng này nó vui lắm nè, có thằng này vẽ cái vòng tròn, nó nói đu mày con bước vô vòng tròn đi, đu má tao quýnh mày học báo rồi luôn, đu má. Cái thằng kia nói ê đu má nói dưới quê nó mới lên, đu má coi chừng nó học võ, đu thần quyền ở mày, đu má mình đâu có biết thần quyền nó con mẹ gì đâu, đu má bà hồi xưa tao bỗng trận lắm, đu má hiếu động lắm, cái là thằng nào vô sách là đấu liền à. Từ hồi dưới là con nít nó ngang 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 tuổi nhau, mười Rồi. mấy mười mười bốn mười hai mười bốn mười hai mười ba tuổi, cái đồ mà tự nhiên mình vô mình nghĩ nghĩ đến đồ mẹ thiệt thiệt hả mày, trong bụng nghe mày ai đồ mà nó dưới quê nó mới Sợ lên sợ đồ đúng không? Mình cũng sợ tự sợ nhiên đúng con tự nhiên con người mình hơi cái ngại ngại cho không? sợ đồ Khớp mà. Thằng kia thấy thằng kia tâm lý với kia đồ mà mày ngon bước vô cái vòng đi, tao quýt mày học báo đi cho mày coi đồ quá. Cái tự nhiên bữa đó cái sự thôi tao không vô đâu đồ chưa chưa quýt mà thua đồ quá quê không. Tất nhiên tao dẫn chứng cho mày biết rằng vấn đề tâm lý á rất là quan trọng, Đúng rồi, giống giống đúng. y chang như cái cái mà nãy thằng Thư Quang mới đưa ra, ma mị quyền Đúng hoặc rồi. nhạc điệu u ám khói hương đậm bút làm con người ta bị mê muội. Đúng rồi. Bởi vậy tao á thiệt mày đó là một cái, còn cái thứ nhì nữa còn đau đớn hơn nữa, nhưng mà đủ tự nhiên cái đó là tao kỷ niệm hồn nít thôi, con nít thôi mà đã hiểu mình nên mới hiểu là có nghĩa là mình sao tù mang này nó đi đồ mà dưới quê nó mới lên đó mày, đồ thằng quỷ kia nó, ê đồ má có chuyện nó học võ thằng quỷ mày, ê phải không mày đồ tôi muốn mày họ thằng kia sao giờ mày vô đi, mày vô đi họ tao không vô đâu đồ tao rồi mỗi ngày là đủ mặt mũi sình bùng các cái đủ thứ ôm nhau giật quýnh tá lả mình. Rồi tự nhiên bữa đó nói đủ với xe ngang đó nó dưới quê lên nó học thằng quỷ mà con nít chân à 11 12 tuổi biết con mẹ gì mà học gì đúng không, nhưng ngoài đủ nghe tự nhiên tâm lý nó sợ biết không, tâm lý trùng lại, tâm lý nó trùng lại, mặc dù Quýu quýu à nói như vậy cho mày hiểu rằng cái vấn đề tâm lý thằng này nó điếm đàng. Nhưng mà tôi nói mày nghe, bởi vì tao bố linh bố cực đoan là chỗ nào, bố là một nạn nhân mà bố cũng là am hiểu quá nhiều về vấn đề chùa chiền nhà hơi thế, tao rành lắm bởi tao nói mày rồi đó, tao đi quậy phá từ cả một suốt cái tuổi thơ ấu của tao là toàn là đi bẻ trộm đồ ăn rinh bằng thiên, nói chung là tất tần tật đếm qua đủ mọi người. Nói chung là xin bằng thiên rồi đủ coi bói rồi xin xăm rồi nói chung đủ má thiệt mà tao không có tin, toàn là lừa gạt hết. Để là tao thiệt mà tao đôi lúc cực đoan chỗ đó, khi tao nói con cái nó không có hiểu, nhưng mà thực chất sau này con mới hiểu điều này là toàn là tao xạo không. Rồi còn một cái thằng nữa năm năm khoảng lớn rồi, lúc đó coi như hết rồi còn đi học rồi, thì ông già bà già của thời đó cũng 18 19 20 rồi đủ, tao bị bệnh ta bị bệnh là bị bệnh gì tao gọi là gì, tao gọi là gì thương hàn À, hiểu không, sốt thương mà hàn, sốt thương hàn. tao không có hiểu mà cứ giật cười giữa cái gì tao phải cả gia đình lo lắng đồ má. Xong cái rồi cái mấy bà kia má thằng này thế nào nó cũng trúng trúng bắn cua nó là bắn cua mà, để tôi thử cho đồ nó tỏi mày cái này nè đồ nó để trên lưng tao gạch cái vật nổi lên một cục đồ quá nó thấy chưa đúng rồi thấy chưa đồ má chạy ra rẹ không nó chết đồ má. Từ gia đình mướn taxi hồi xưa cái taxi không rùa, taxi không rùa bỏ tôi lên chạy xuống đổi rồi đổi
ở ngay tao nhớ y chang là cái ngay cầu hang rồi dắt, nó có một cái ông chuyên môn thì Việt Nam, cái ông trị băng cua hay lắm, ông vô ông đè tao ra rượu mà ông làm rượu đau chết của đi mẹ rượu giận bắt ăn khoai lang bên ăn luộc đủ ăn khoai luộc đâu có hết đâu, tao hỏi mày thương hàng mà bắt ăn khoai lang luộc ăn ba ngày rượu quá tao ăn bỉ má rượu mới sắc là khoai lang luộc xong rồi còn cắt miếng ra cho nó bông qua què cho nó dễ nuốt, cầm cho nuốt chứ còn để nguyên cọng lộn thì mình thấy sợ quá ngán quá bèo đồ mà cũng đâu có hết đâu đồ cuộc đi nhà thương, đi nhà thương đủ bác sĩ vô khám chích hai mũi thuốc rồi xong về phải re đồ má, từ đó tao mới đau tao mới tức cái đồ mình về hết vậy mà còn bị lừa gạt đủ bán cua bán cái mã mẹ nó đủ mà bị thương hàng mà nó kêu bán cua đủ mà nó mà làm mà biết mà biết mà để cái này là mày gặt đi trên lưng mày coi mà thấy mà đau đau thấy rồi trời xanh luôn vẫn tin mà thử coi mày gặt đau kinh khủng luôn, mà khi nó đau là cái cơ của mình nó sẽ tự động nó nổi lên, đúng rồi, giống như con chuột hồi nhỏ hai con chuột nhỏ hai đưa về bấm bấm này bấm giật lên cái cọc cái thì con chuột nó nổi ngang đường nó kêu hồi nhỏ hơi em con tao này em thấy chưa kéo luôn rồi đúng rồi đúng rồi tao nói cái này là tao nói thời con nít cho đến thời trung niên có nghĩa là không có thứ gì mà ta không trải qua cả cái đó khi bố nói về thì dẫn tiếng cái con hiểu nè, toàn là cái thứ tào lao tào tiên đế không có cái gì thật cả, nhưng mà con nói như vậy để hiểu là người dân ta hay mê muội, thấy cái gì nó cũng tin, thấy cái gì cũng giống như cái trường hợp của bố nhỏ vậy đó, không biết ất giáp của mày hết mà nghe đồn đủ bắt cái chuyến về quê học thần quyền á, coi chừng cái mày đủ má mình cái mà coi chừng á, đủ thiệt mày con nít mà đủ thiệt không, tao nghe nó về quê nó mới lên đủ má. Thôi tao không vô đâu đủ tự nhiên chưa quýt mà thua đúng rồi con nói ví dụ lúc đó có con nào vô tình nó đứng sau nó xô đại nhảy vô hai quýnh như điện luôn chứ hả, thần với quyền gì thì đúng vậy, mà biết cái xóm đó là cái xóm hiếu động nhất mà biết, mà ở đó mày biết rồi trong cái xóm chùa đó là hoặc là xóm là toàn là hồi nhỏ là toàn là chia hai quýnh nhau, không ngày nào cũng quýnh nhau là không ăn cơm được đồ má về mỗi lần về là tao bị ăn roi mà roi bà già quýnh tao chứ quýnh phủi bụi vậy, mặt mày lem nuốt sình bùng không trời, có thiệt là đã vậy biết không, cái lý do mà đánh nhau là cũng do mấy thằng cha trú quân dịch trú quân dịch không dám ra đường, ở trong nhà suối với đứa nhỏ làm cái gì để cho trả tiêu khiển, có nghĩa là trả làm lấy vui thôi, trú quân dịch mà, cái vì cái đó bà tôi nói một cái hệ lụy, nó có cái hệ lụy buồn cười lắm, nhiều khi mà thấy tức cười, bây giờ mình lớn rồi mà thấy mình nghĩ tức cười, mày biết ngày xưa cái sự thiếu nợ đủ mà không có thiếu nợ gì, biết tại sao không có không, cái thằng nào mà trú quân dịch đủ má ấy đủ má mày không trả tiền tao đủ má tao ra tao kêu bóc hạt keo tao kêu đính vô đủ má tao tối bắt bóc trú quân dịch đủ quá vậy đủ quá là tự cho tiền đủ quá cái đấy thì kia hù đó là nó sợ trả tiền thôi đủ mày trú không phải đâu đủ má tao ra tao kêu là nó vô nó bắt mày đó đủ má mày trú quân dịch nghe ấy đủ má thế đủ má này đủ má mày đừng giỡn bạc nha, mày đừng đủ má cái gì nói nha anh em, nói gì nói nghe đừng làm trò đó nghe đủ quá nè có nghĩa là cũng vui lắm cái như vậy cái thời yếu thời cho đến lúc đuôn điên mà như tao mà con bị lừa gạt, có nghĩa là nhưng mà sau khi bị lừa gạt tao bây giờ tao căm thù với cái vụ đó, mê tín dị đoan tao rất là ghét, bởi vì tao là người nạn nhân mà tao cảm thấy tao buồn cười, bây giờ khi mà cái chuyện này xảy ra thì con bố thấy là tất cả mọi người hết vài chục ngàn người đã bị đó, cho nên vì đó cái chuyện đó mình không lạ bởi vì mình từng trải qua rồi chứ bây giờ. Nhưng mà khi bố nói câu chuyện lên để bố cảnh tỉnh là các con lớn rồi, cái thời buổi thế kỷ 21 rồi, nó không còn thế kỷ 1960 như hồi xưa tao nữa, hiểu tao nói không, chính vì khi con ta văn minh, khi con ta văn minh thì cái sự mà mê tín nó càng giảm đi, cho nên là việc chỗ đó cho nên là mình phải đinh nó một cái điều đó, tất cả những cái tôn giáo á nó không có xâm nhập vào cái những nước văn minh được, chẳng gì là Mỹ nè, Anh nè, Pháp nè, họ không có tin, là bởi vì càng ngày cô cũng biết rồi, thống kê thế giới tất cả những ngôi nhà thờ của thế giới họ bán đi rất nhiều, họ bởi vì không còn tín đồ để mà vào đó nữa, con hiểu có gì là xây dựng một cái nhà thờ cũng mượn tiền nhà băng cũng y chang như là mua một cái nhà bình thường thôi, khi không có tín đồ vào nó nữa thì không thì họ thì thất thu, thì thất thu thì đương nhiên là ngân hàng nó phát mãi, có nghĩa là nó thu hồi lại số vốn của nó bằng cách là nó bán cái nhà thờ đó. Thiếu cha gì nói như vậy, vài lời nói các con hiểu rằng bố dẫn chứng một cách rất là cụ thể nhất là bản thân của bố, bởi khi nhắc cái vụ này mà. Bố nhắc cái vụ này khi con lên con nói chuyện vụ này tự nhiên bố nghĩ tới bố, đi đủ màu nhỏ mình như vậy mà.
Tình ra vì chỗ đó khi tao hy vọng là cái like này đủ rất là nhiều người coi, là bởi vì để chứng tỏ mày hiểu là tao là một nhân chứng sống, và tao đã từng có những cái mà mình nói ra, thường thường không có chuyện gì thì không nói được, mà bữa nay có chuyện thì bố thấy vui vui tại đụng chạm với bố mà, cho nên vì đó bố thấy vui vui thì con cũng hiểu rồi. Mày ở gần gần đó mày cũng hiểu là thứ là bên thứ nhất là ở trường vẽ nè, hồi xưa là trường trang trí mỹ thuật gia đình đó, rồi bắt đầu sau lưng là đường Giảng Kiếp nè, rồi sớm gì Khăn Đen Xuôi Đờn mà, rồi nói chung là tùm lum tà la, rồi toàn là con nít quỷ, đồ là con nít quỷ đó, đồ quá nít quỷ. Bởi vì thường nít dọn, nít là chuyên môn đi dọn bàn thiên đó đúng không? Đúng rồi, nít dọn bàn thiên, đó thành ra vì đó. Nhưng mà bố, hồi đó bố đi dọn bàn thiên á, có cái giờ bố bị ai hù đó, mà hôi mày đừng có dọn bàn thiên đó, ông có ông tổ, ông này, ông kia, ông tổ, ông dọn bẻ dò bẻ tay mày không có? Không có, lý do tại sao khi mình dọn bàn thiên thì con nít nó khôn lắm. Nghĩa là không có ai ở nhà, là không có ai hiện diện ở đó thì mới dọn, đụ mà có đó sao dọn được. Ở biết không, đụ có nhiều nhà giàu, đụ má rằm tháng 7, biết không, cúng heo, nè cúng mía, nè cúng đụng luôn ra, mà heo thì không phải là nguyên con đâu, hồi đó cũng khoảng chừng nửa con, nhưng mà ta chặt ra ta để nghĩa hả, bởi vì quay qua cái là có nguyên con heo cũng bay luôn, đừng nói, chưa kịp rút nhang cũng đã bay rồi, đừng nói gì, cũng đứt quý mà, đụ khổ. Cho nên việc đó, anh ra bố lên vài lời, có thể là chút xíu nữa bố lên nữa thì... nó có vấn đề chút xíu này, cái là chuyển tiếp cũng hơi hướng của cái này thì bố nói nghe, trong lịch sử cận đại thì hầu như nước ta bị lệ thuộc về bên Trung Quốc rất là nhiều, thì nó trong lịch sử nó có chia làm hai cái, một cái là huyền sử, một cái là lịch sử cận đại, lịch sử thực cùng thứ là huyền sử. Huyền sử là gì? Huyền sử tức nghĩa là khi mình chúng ta yêu mến một người nào đó quá độ theo cái kiểu là ca tụng và theo kiểu truyền thuyết, có nghĩa là theo dân gian, thì cái người mà nhân vật ta yêu đó, nó bị biến thể đi, và nó có thể nó có tính hơi hướng, là nó có hơi hướng có kiểu như thần thánh, chẳng như là thánh giống. Đại khái là ý bố nói cái đó là huyền sử, còn những cái như là Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, các cái đó là chính sử, bể đâu. Thì chút xíu có gì đó để bố ngồi bố dân thuốc chút xíu rồi coi về con có gì đó chuyện đi, rồi hồi nữa có gì đó là bố lên bố nói chuyện gì đó không. Nhưng mà bây giờ chúng nó là hay đưa những cái tiểu sử, những cái ví dụ như là đất nước nào cũng vậy, Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hầu như họ đưa ra những nhân vật họ yêu mến, chẳng hạn nó hay bẻ bóc bẻ, ví dụ nhân vật Lê Dân Tám đốt đuốc đốt kho xăng này kia, những cái mà đồ quá nó không dẫn chứng được thì nó cái đó nó không nói lên được gì cả. Đất nước nào cũng vậy, tâm lý chiến nào cũng vậy, có nghĩa cũng như giống như chế độ cũ, thì thường thường nó mày biết cái thằng cha Nguyễn Đình Bảo là thằng cha rồi mà là chết bị pháo kích, chết cái đồ có mẹ gì đó đụng cả đi đến trận thằng nào cũng giấc nào chết. Nhưng mà khi mà người nhạc sĩ muốn đường nó lên là đủ má, bắt đầu là đủ má giết xây dựng hình ảnh bình thường thôi, có gì đâu luôn. Mà bây giờ nó lại đem ra những cái đó ra, nó ngồi nó bươm nhẹ, nó chửi xỏ này kia, nó cái má cha đó, nó đủ má nó không thì hiểu đó được gì. Giống như cái câu bữa bố nhớ không, dù cho kẻ địch có mạnh cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không được ca ngợi, để khi nào địch chết á thì ta mới ca ngợi, còn không là chúng ta cứ dìm hàng bất chấp đó. Đó là cái triết lý của tụi nó đó, thì đúng vậy đó. Thì ra bởi vậy mà ta ghét, không cần phải cải lý, bởi vì tụi nó ngu sử, và nó không hiểu được thế nào là quyền sử, và nó không hiểu được thế nào là lịch sử, nó chán nó mức độ vậy đó. Ok thì con lên con nói cho mọi người khác nói chuyện này, tao kể chuyện hài, nhưng mà đó là chuyện nhân chứng sự thật, và con ở gần đó con cũng biết cái xóm đó là quỷ rồi. Đầu đường bóc hàng keo, bởi vì sao có bóc hàng keo đậu đường á, bóc hàng keo đậu đường của tao trong hẻm đậu đường á, đủ má mà không trả tiền là đủ tao ra hàng keo, tao đủ má tao kêu lính như mắt lính mắt lính đủ má, đủ má đừng chơi, ê chơi vậy đủ mẹ nhiêu tiền tao trả cho, làm gì dữ vậy luôn á. Đủ quá, cái thời đó là ngộ, đủ không ai thiếu nợ ai, chứ ai cũng sợ chứ, đủ sẽ bắt lính, đúng rồi, sợ lính lắm, chứng tỏ rồi. Rồi ok con, rồi cảm ơn.